Đây. Cái này này là ron nắp cò. Ron nắp cò. Xe Daewoo Matiz 123 đời 98 99 2000. 24, 25, 27. À đây ron nắp cò nha. À, xe này có 3 máy ha. 3 máy ha. Nắp cò ở trên. 3 máy, một máy nó có 2 xúc bắp, 3 máy nó có 6 xúc bắp thôi. Ha. À, một xúc bắp nạp, một xúc bắp xả. Ừ. Còn cái nắp cò thì nó có cái ron cao su như thế này. Ha, à, nhỏ xíu vậy nè. Nha. Nha. Đây là ron nắp cò xe Daewoo Matiz đời này 3 xi lanh. Tổng dung tích qua xi lanh là 0.8 lít. Ha. Ừ. Công suất hình như đâu có 65 hay là 75 gì à. Công suất ngựa đó. À, 65 75 gì. Ha. Rồi. Cái hình dáng của cái ron nắp cò nè, nó cong cong ở đây ẩn vô nè ha. Ha, bên đây ẩn vô cái này nè. Ha. Hai đầu đây nhô lên cái, bên đây nhô lên cái, chắc là gối cam á ha. Hai nhô này nhô gối bắt cốt cam nè. Ha. Ha. Ha, nó nhỏ chứ không to ha, chừng 3 phân à. Cái nắp cò này nhỏ xíu à. Nha, đây là ron nắp cò. Cong cong lên nè ha. Ha. Nó cong cong lên nè. Ha. Đây là ron nắp cò xe Daewoo Matiz 123, máy 0.8. Ha, 3 piston. Ha, ron nắp cò. Một khoảng thời gian thì sử dụng thì cái ron này nó sẽ hư và nó sẽ xì nhớt ha. Mình sẽ phải thay cái ron này ha. Ron nắp cò Daewoo Matiz 123.